Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ đã lên tới hơn 1.6 triệu người. Theo trang thống kê Worldometers Info, tính đến sáng ngày 25 tháng 5, Hoa Kỳ tiếp tục đứng đầu về số ca nhiễm và tử vong. Với khoảng 22.000 ca nhiễm mới trong một ngày qua, tổng số ca mắc COVID-19 tại Hoa Kỳ đã lên tới hơn 1,6 triệu người. Trong đó, số người chết đã lên tới hơn 99.300, tăng hơn 1.100 ca so với số liệu thống kê của ngày hôm trước. Xếp sau Hoa Kỳ đó là Brazil với hơn 349.000 ca nhiễm và 22.165 người tử vong. Nga với hơn 344.400 ca nhiễm và 3.544 người chết. Tây Ban Nha hiện nay với hơn 282.000 ca nhiễm và 28.678 người chết. Nước Anh có hơn 207.000 ca nhiễm và 36.675 người đã qua đời. Tòa Bạch Ốc thông báo đã quyết định cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với hầu hết công dân nước ngoài từng ở Brazil trong 2 tuần gần nhất. Trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này hiện đang trở thành điểm nóng mới của cơn đại dịch COVID-19. Chỉ những người có thẻ xanh là thân nhân của công dân Hoa Kỳ và là thành viên phi hành đoàn được miễn áp dụng biện pháp mới. Giám đốc FDA khuyến cáo nên cẩn thận trong dịp lễ Memorial Day. Bác sĩ Stephen Hahn, Giám đốc Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ hôm Chủ nhật 24 tháng 5, kêu gọi dân chúng Hoa Kỳ khi đón ngày lễ chiến sĩ Trần Vong hãy tuân hành các hướng dẫn của chính phủ liên bang nhằm giảm sự lây lan của COVID-19. Trong bản tweet gửi ra, bác sĩ nói rằng virus này hiện chưa được chặn đứng. Theo bản tin của CNN, lời khuyến cáo này được đưa ra trong lúc một số tiểu bang bắt đầu mở lại, cho phép người dân ra các bờ biển, có các cuộc nấu nướng ngoài trời đến các quán bar khi đón mừng một trong những ngày lễ lớn ở Hoa Kỳ, thời gian có cơn đại dịch. Tuy nhiên, trong lúc sự tiếp xúc ngoài xã hội gia tăng, các chuyên gia y tế như bác sĩ Hahn cũng không ngừng nghỉ đưa những lời khuyến cáo rằng Hoa Kỳ vẫn chưa ra khỏi mối đe dọa của COVID-19. Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ cũng nói với công chúng hồi tuần qua rằng ra bên ngoài trong thời gian lễ là điều tốt, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Một cô gái 18 tuổi bị bắt tại Hawaii vì vi phạm lệnh cách ly. Một cô gái ở Arizona đang đến thăm Hawaii đã bị bắt vì vi phạm lệnh cách ly của tiểu bang, vốn yêu cầu rằng các du khách và cư dân quay về từ nơi khác phải ở nhà trong vòng 14 ngày. Cô Aliza Alder, 18 tuổi là cư dân của Gilbert, Arizona, đã bị bắt vào ngày thứ Tư vừa qua tại một tiệm fast food ở Lê, nơi cô đang làm việc. Cô Alder đến Oahu, Hawaii vào ngày 6 tháng 5. Vài ngày sau đó thì cô bắt đầu đăng nhiều tấm hình lên mạng xã hội cho thấy cô đang đến chơi ở các bãi biển của Lê và Haula. Cảnh sát nói rằng cô Alder lẽ ra phải tự cách ly trong thời gian này. Alder sau đó xin được một công việc tại tiệm fast food địa phương. Alder đã bị bắt sau khi một người dân địa phương báo cho cảnh sát, nói rằng cô gái trẻ này đã vi phạm lệnh cách ly. Alder bị tạm giam với mức tiền tại ngoài 2.000 Mỹ Kim và phải đối mặt với các cáo trạng vi phạm lệnh cách ly và nói dối với cảnh sát. Nhà chức trách Hawaii cho biết lệnh cách ly 14 ngày là nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Mọi người nên có trách nhiệm khi thực hiện yêu cầu này để bảo vệ chính cho mình cùng với người thân và bạn bè. Vào tuần trước, một du khách ở New York, anh Tariq Peters, 23 tuổi, cũng đã bị bắt tại Hawaii vì vi phạm lệnh cách ly. Peter bị bắt sau khi cư dân địa phương nhìn thấy các tấm hình của Peter chụp tại bãi biển và đăng lên mạng xã hội. Nhân viên khách sạn nơi Peter đang ở cũng báo cảnh sát rằng họ nhìn thấy anh chàng này ra khỏi khách sạn nhiều lần, dù đáng lẽ ra là anh ta phải tự cách ly. Bộ Giao thông Hawaii vào tháng 4 đã yêu cầu mọi người đến Hawaii phải tự cách ly. Người vi phạm sẽ bị coi là phạm tội hình sự, có thể bị phạt 5.000 Mỹ Kim hoặc là 1 năm tù giam.